Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Huyện ủy Đạ Tẻ tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5. Hội đồng nhân dân thị trấn Đạ Tẻ khóa 11 tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. hội nghị triển khai phương án tập huấn nghiệp vụ công tác tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Chi đoàn thôn 3 xã Quảng Trị sinh hoạt hướng về kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cán bộ và nhân dân trong huyện tổ chức chào cờ và gia quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng. Sau đây là nội dung chi tiết. huyện ủy đã Tẻ vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 để cho ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực huyện ủy khóa 9. Chương trình công tác toàn khóa của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy khóa 9. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 báo cáo kết quả thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy năm 2020 và báo cáo việc giới thiệu đảng viên, cán bộ chủ chốt ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Tôn Thiện Đồng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Tống Giang Nam, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên khóa 9, trưởng phó các ban đảng, văn phòng huyện ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị, bí thư các tổ chức cơ sở đảng, trưởng các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể của huyện. Dự thảo quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ và Thư trực huyện ủy khóa 9 gồm 6 chương 26 điều quy định về nguyên tắc làm việc và hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực huyện ủy. Cụ thể, quy định về chức năng, trách nhiệm và nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành, ban thường vụ, Thư trực huyện ủy. Trách nhiệm, quyền hạn của ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư huyện ủy. Chế độ làm việc và phương pháp làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực huyện ủy và mối quan hệ công tác. Để tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đạ tẻ lần thứ 9, huyện ủy đã điều chỉnh bổ sung chương trình công tác của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025 theo từng năm, cụ thể từ năm 2021 đến năm 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, và tùy theo tình hình thực tế của địa phương. Khi cần thiết, ban chấp hành Đảng bộ huyện sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Các đại biểu tham dự hội nghị về cơ bản cũng thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 để ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững dựa trên nền tảng đột phá trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp thông minh nông nghiệp sạch liên kết tiêu thụ sản phẩm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn phát triển nhãn hiệu thương hiệu nông sản có năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu Vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thị trấn Đạ Tẻ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thị trấn khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện ứng cử địa bàn thị trấn, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân Thị trấn khóa 11 đã về tham dự hội nghị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Nhân dân Thị trấn Đạ Tẻ đã triển khai thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định như công tác tổ chức và điều hành thành công các kỳ họp, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, thực hiện nghiêm và hiệu quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn khóa 11 đã luôn chủ động chuẩn bị và tổ chức đạt kết quả các kỳ họp của Hội đồng nhân dân đúng quy định và phù hợp với điều kiện tại địa phương. Quyết định các vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa bàn theo thẩm quyền bằng các nghị quyết có tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đánh giá tại hội nghị cũng như thực tế hoạt động tại địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua, những quyết sách được hội đồng nhân dân thị trấn bàn bạc và quyết định thông qua bằng những nghị quyết có tính khả thi đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn nói chung, của cả huyện nói riêng. Các nghị quyết được thông qua và triển khai thực hiện đã và luôn phù hợp với tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và phù hợp với điều kiện kinh tế và yêu cầu phát triển của địa phương. Từ đó, bộ mặt kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn thị trấn không ngừng được cải thiện, phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững. Những quyết sách đúng đắn được dân chủ bàn bạc thông qua, những nghị quyết được chủ động triển khai thực hiện đã góp phần to lớn cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong suốt nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 6,46% đầu nhiệm kỳ, nay còn 1,63%, giảm 4,83%. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm bình quân đạt 95,5%, so với đầu nhiệm kỳ là 91,26%, có 22 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Nhân dịp này, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn đã công bố và trao quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện quyết định số 307 ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021 và phương án tổng điều tra kèm quyết định số 1344 ngày 3 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sáng ngày 11 tháng 3 Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Đạ Tẻ đã tổ chức hội nghị triển khai phương án và tập huấn tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên trong ban chỉ đạo huyện, tổ thường trực giúp việc cho ban chỉ đạo, trưởng ban chỉ đạo các xã và thị trấn, cán bộ phụ trách văn phòng thống kê các xã thị trấn, các điều tra viên của tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Trong vòng 1,5 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị đã được thông tin những nội dung về triển khai các phương án, kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và hướng dẫn các chương trình, phần mềm, trang web, phiếu điện tử và điều tra bằng hệ thống máy tính bảng. Các nội dung chính được trình bày, tập huấn và thảo luận trong hội nghị bao gồm một Mục đích yêu cầu điều tra 2. đối tượng phạm vi điều tra, 3. nội dung và phiếu điều tra, 4. các bảng danh mục sử dụng trong điều tra, 5. thời điểm, thời kỳ và thời gian thu thập thông tin, 6. loại điều tra và phương pháp thu thập thông tin, 7. quy trình xử lý thông tin, 8. kế hoạch tiến hành tổng điều tra của tỉnh và 9. sử dụng kinh phí. Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ được tiến hành làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2021 thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Trong đó thời gian điều tra đối với doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2021 và thời gian điều tra đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2021. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp. Do vậy, ban chỉ đạo huyện yêu cầu ban chỉ đạo tổng điều tra các xã thị trấn quán triệt thực hiện đúng phương án của trung ương, kế hoạch của ban chỉ đạo tỉnh, các quy trình áp dụng cho tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ đảm bảo thực hiện thành công cuộc tổng điều tra trên địa bàn huyện Đạ Tẻ. Chi đoàn thôn 3 có 16 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt, trong đó có 14 là đoàn viên và hai thanh niên. Các thanh niên trong thôn chủ yếu đều đi làm ăn xa nhà, do đó việc tập hợp các thanh niên dự sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên thanh niên đã được đồng chí Bí thư chi đoàn tuyên truyền lại những kiến thức lịch sử về quá trình ra đời, hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua từng thời kỳ, về các tên gọi của tổ chức đoàn. Ngoài ra, chi đoàn cũng đã quán triệt cho đoàn viên thanh niên về nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, tuyên truyền một số nội dung cơ bản của luật thanh niên sửa đổi năm 2020. Tại buổi sinh hoạt, đoàn thanh niên xã Quảng Trị đã cho tặng chi đoàn hai sọ đựng rác để sử dụng vào các hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường hàng tháng trên địa bàn khu dân cư. Đây là chi đoàn được đoàn thanh niên xã Quảng Trị ra đăng ký thực hiện phần việc thanh niên xung kích tình nguyện vì môi trường. Ngay sau nội dung tuyên truyền phổ biến kiến thức cho đoàn viên thanh niên, chi đoàn thanh niên thôn 3 cũng đã tổ chức hoạt động vui chơi cho các bạn trẻ, đó là hái hoa dân chủ. Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về tổ chức đoàn cũng như kiến thức xã hội liên quan đến tình hình đất nước, tỉnh và huyện. Qua đó, nhằm góp phần giúp các bạn đoàn viên thanh niên ghi nhớ các sâu thêm thông tin cần thiết của địa phương và cả nước, làm phong phú thêm lượng kiến thức cho bản thân mình, góp phần trong rồi hoàn thiện kỹ năng sống. Thông qua các hoạt động sinh hoạt định kỳ nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên tại địa phương. Đặc biệt trong tháng 3, tháng thanh niên, các bạn trẻ càng thêm tự hào về truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng và bác Hồ kính yêu. Đồng thời tạo sân chơi giao lưu bổ ích, có phần tăng cường sự đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thôn ba nói riêng và trong toàn xã Quảng Trị nói chung. Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy, cơ quan khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện về thực hiện trào cờ và ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư vào ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng. Sáng ngày 7 tháng 3, toàn bộ các thôn, tổ dân phố tại các xã và thị trấn Đa Tẻ, đồng loạt triển khai thực hiện các hoạt động chào cờ, ra quân dọn vệ sinh môi trường tại nơi sinh sống. Đông đảo cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện Đà Tẻ đã thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tháng tại hội trường các thôn, tổ dân phố và tiến hành làm vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, quét dọn, thu gom rác thải, cắt cỏ, tôn tạo đường hoa, phát quang cây cối, bụi rậm, khơi thông công rãnh nhằm tôn tạo cảnh quan tại các khu dân cư trong toàn huyện. Chỉ trong một ngày ra quân, hàng chục km đường thôn tổ dân phố được phát cỏ, quét dọn và nhiều tuyến đường cây mương được khai thông, nhiều cây xanh đã được trồng hai bên đường. Việc ra quân dọn vệ sinh môi trường của người dân các thôn tổ dân phố có sự đồng hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong xã và các phòng ban đơn vị trên địa bàn của huyện tạo sự gắn kết, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Đây là lần thứ năm hoạt động được tổ chức. Trong đợt này, hoạt động đã thu hút hàng ngàn lượt cán bộ đảng viên, công chức viên chức và lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các xã thị trấn tích cực hưởng ứng tham gia. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, trước hết phải nâng cao nhận thức ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân trở thành hoạt động nền nếp của mỗi người dân từ các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện. Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động này, địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua các phương tiện thông tin và truyền thông cũng như hoạt động giáo dục pháp luật về môi trường, chú trọng xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư, phát triển các phong trào quần chúng, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường đặc biệt là sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên công chức viên chức và lao động trên địa bàn phát hiện và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường gắn nội dung bảo vệ môi trường với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường